Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Văn Sáng Vlog. Hôm nay là một ngày không được vui cho lắm. Nó là một ngày mà sắp sửa đón sự ảnh hưởng của một cơn bão số 1, cơn bão đầu tiên của năm nay. Thì theo như dự báo, ban đầu thấy dự báo cơn bão này khá lớn, nhưng mà đến bây giờ thì mình thấy vẫn chưa có cái sự ảnh hưởng gì quá là nhiều cả. Tất nhiên là nó không đi thẳng vào Hà Nội mà chỉ là bị chịu ảnh hưởng thôi. Tuy nhiên thì mình cho rằng nó sẽ phải có cái tác động mạnh hơn chứ. Hiện tại thì nghe vẻ là nó chưa thực sự ảnh hưởng nhiều cho lắm. Thì cái công việc YouTube này, như hôm trước mình có viết bài chia sẻ, mình làm YouTube tới nay được tròn 1 năm rồi. Cũng thật là nhanh các bạn ạ. Nó đến với mình rất là tình cờ thôi. Chưa bao giờ mình nghĩ sẽ làm nghề cái nghề YouTuber đấy đâu. Thực sự luôn. Cũng chả hiểu sao bây giờ lại thành, nó như là một nghề tay trái đối với mình rồi. Mỗi ngày ít nhất phải ra một video để gửi tới mọi người. Kênh của mình thì lượt đăng ký thì nó không nhiều, lượt view thì cũng gọi là tạm tạm thôi, nhưng mà mình cũng tạm hài lòng các bạn ạ. Thì hôm trước có một bạn khán giả hỏi mình về cái mức thu nhập của cái tháng này. Đấy, hỏi mình thì mình cũng sẵn lòng mình chia sẻ thôi, không có cái gì phải giấu giếm cả. Kênh YouTube này chủ đề về tiết kiệm và tích lũy mà. Đôi lúc là về ô tô. Mình cũng làm rất nhiều video về tiết kiệm tích lũy rồi. Mình chia sẻ về mức thu nhập, rồi thu nhập 1 năm, rồi lương cứng mình bao nhiêu, rồi mình chi tiêu như nào, mình chia sẻ hết. Mình không có ngại các bạn ạ. Thì cho 1 năm, 1 năm này 365 ngày, nhưng mà mình đã làm đến tầm 500 video rồi các bạn nhé. Có những cái thời gian mà mình làm 1 ngày 2 video luôn. Và mình đã xóa rất nhiều video rồi. Những cái video mà, những cái nội dung mà nó không nên xuất hiện trên YouTube, mình cũng đã xóa đi khá là nhiều. Bây giờ mình chỉ có làm về chia sẻ về cá nhân của mình thôi, không có nói về bất kể một chủ đề người nổi tiếng nào cả. Thì ở đây quay trở lại vấn đề là thu nhập, thì cái tháng này là cái tháng mà, đúng hơn là từ tháng trước rồi, cái video mà mình làm mà được 170.000 lượt xem rồi các bạn, đúng hơn từ tháng trước rồi. Mình quay một chút cho các bạn cái giờ tan tầm của Hà Nội đây, thấy khá đông đúng không, nhưng mà nó không đến nỗi là tắc. Đôi lúc thì nó tắc thôi. Đây giờ cao điểm luôn đấy, 6 giờ này, hơn 6 giờ chứ. Và các bạn thấy được tình trạng xe máy đi lẫn lộn vào làn ô tô, nó vẫn liên tiếp nó xảy ra thôi. Đấy, không một ngày nào là không có. Mình không hiểu là cái làn xe máy rõ ràng vẫn còn cái lối đi đấy, mà họ cứ phải chen chúc như vậy để làm cái gì. Bản thân mình cái hồi mình còn đi xe máy, mình cũng không có đi kiểu như vậy đó. Đây các bạn thấy cái biển báo này, phần làn này rất rõ ràng đúng không? Hai làn trong cùng bên tay trái thì đi ô tô. Đấy, cái làn, hai làn bên tay phải đây thì được phép là đi xe máy. Và làn bên trong cùng tay phải thì đi xe đạp. Nói chung nhìn đường phố của Hà Nội trông mình thấy nó khá là lộn xộn các bạn ạ. Đấy, giao thông nó rất là lộn xộn luôn. Đây là chấm dứt phân làn đường rồi. Đấy, đoạn này là gạch chéo đây. Đấy. Hết hiệu lực rồi. Mình sẽ chuyển dần sang cái làn trong cùng bên trái. Sắp sửa chui qua cái hầm chui Thanh Xuân này rồi. Ở Hà Nội thì rất là hiếm hoi có một cái ngã tư mà có đến 3 cấp đường như này. Ở đây các bạn thấy là đấy, cấp ở dưới hầm này, ở trên này, và có một cấp nữa là đường trên cao.
À, kể thêm một cấp nữa là đường vành đai 3, thế là 4 cấp đường. Ôi dồi ôi, 4 cấp đường trên một ngã tư luôn các bạn ạ, để giao nhau. Một ngã tư khá là đặc biệt. Đây mình sẽ nói về cái việc là thu nhập của mình nhé. Theo các bạn thì thu nhập mình được bao nhiêu? Mình nói thật với các bạn này, cái đây 2 tháng ấy, thu nhập của mình ấy, hàng ngày nó chỉ được khoảng 10-20 nghìn một ngày thôi. Rất là chán. Làm video mà thu nhập như vậy thì các bạn biết là nó chán như nào. Nhưng mà bắt đầu từ cái video mà mình được 170.000 lượt xem đấy, lượt view nó tăng lên rất khủng khiếp các bạn ạ. Có ngày nó phải tầm 10.000 lượt xem đấy, rất là kinh khủng. Và bây giờ thì hiện tại nhé, mỗi ngày kênh của mình có khoảng 5.000 lượt xem. 5.000 lượt xem thì các bạn cứ nhân đơn giản lên. 5.000 lượt xem này, mình sẽ chỉ cho các bạn cách tính số tiền đơn giản nhé, để cho các bạn hiểu nhé. Ở Việt Nam thì cứ 1.000 lượt xem ấy sẽ kiếm được khoảng 15.000 đồng. Đó. Kênh của mình thì được khoảng 17.000. 17.000 đồng một lượt xem. À, 1.000 lượt xem. Kênh của mình thì được khoảng 17.000 đồng một lượt xem. Kênh của mình được khoảng 17.000 đồng 1.000 lượt xem các bạn. Thì mỗi ngày mình được khoảng 5.000 lượt xem. Thì các bạn nhân lên đấy, nó sẽ ra khoảng 90-100.000 đồng. Đó, bây giờ là cứ mỗi ngày mình sẽ được khoảng 90-100.000 nha các bạn nhé. Còn một số hôm ấy mà lượt view ấy, lượt xem nó đẩy lên, nó đột biến thì mình có thể được 200.000. Đó. Còn có mấy cái hôm mà nó đỉnh điểm, cái đây tầm một tháng ấy, nó lượt view của mình nó lên đến đỉnh luôn, là có ngày mình được khoảng 300.000-400.000. Đó, nhưng mà những mấy ngày đó nó không kéo dài đâu, nó chỉ được vài hôm thôi. Đó, thì từ đây các bạn có thể ước lượng được cái thu nhập YouTube hàng tháng của mình nó là bao nhiêu rồi. Đấy, có 30 ngày đúng không? Cứ mỗi ngày các bạn lấy khoảng 100.000 đấy. Đó, một tháng mình được khoảng 3 triệu. Nhưng mà 3 triệu đây thì mình chưa trừ thuế nhá. Các bạn sẽ phải trừ cho mình khoảng 20-30% thuế, tùy vào cái lượt xem ở Hoa Kỳ hay là ở Việt Nam hay ở các nước khác. Lượt xem ở Hoa Kỳ thì YouTube ấy họ trả cho rất là cao, gấp đến hàng 10 lần ở Việt Nam cơ. Còn lượt xem ở Việt Nam thì các bạn biết là lượt xem nó phụ thuộc vào cái nhà quảng cáo, cái lượt chi trả nó phụ thuộc vào nhà quảng cáo. Thì ở Hoa Kỳ những cái khán giả ở Hoa Kỳ xem thì những nhà quảng cáo bên đó họ sẽ chi trả nhiều hơn, còn ở Việt Nam thì khá là thấp. Đấy, thấp như vậy nhưng mà YouTube họ đã ăn của mình rồi, và họ còn là tính thu cả thuế nữa các bạn ạ. Ví dụ nhà quảng cáo ấy, trả cho mình khoảng 40.000 trên 1.000 lượt xem thì YouTube họ ăn đến tận 60% thì phải. Thì thành ra mình chỉ còn được khoảng 17.000 thôi. Đó. Và cái mức 3 triệu một tháng ấy, là mình chưa trừ thuế. Trừ thêm thuế thì mình chỉ còn khoảng 2 triệu rưỡi. Đó. Đây là lúc mà kênh mình gọi là đang lên đấy nhá. Không phải lên mạnh, nhưng mà bây giờ nó cũng là đang lên đấy. Thì hiện tại với mức thu nhập mà 2 triệu rưỡi một tháng thì các bạn nghĩ rằng là làm được cái gì không? Chỉ được đổ tiền xăng thôi. Và mình lái xe như này đây, mình đi trên đường này, mình quay đường phố cho các bạn xem này, thì cái 2 triệu rưỡi đó nó đúng bằng tiền xăng các bạn ạ. Đúng bằng tiền đổ xăng luôn. Thành ra là để mà mình bảo là để ra được tiền từ YouTube thì hiện tại mình không có để ra được. Nhưng mà mỗi ngày được 100.000 thì cũng được các bạn ạ. Nó là tiền xăng thì mình thấy cũng ổn. Nó là một nguồn thu nhập phụ của mình. Và tổng cái số tiền mà một năm vừa qua mình kiếm được từ YouTube ấy, nó rơi vào khoảng
20 triệu. 20 triệu là mình chưa trừ thuế nhé. Đấy, trừ thuế thì còn khoảng 15 triệu thôi. Đấy, 15 triệu này thì nó đúng bằng khoảng tiền mà mình đầu tư cho YouTube các bạn ạ. Mình mua máy quay rồi máy ghi âm các thứ thì nó cũng rơi khoảng 15 triệu rồi. Thành ra là hiện tại trong vòng một năm vừa qua là mình mình không để ra được đồng nào các bạn nhé. Đấy, suốt một năm đấy, chày chật suốt một năm và bây giờ là chưa để ra được đồng nào từ YouTube đâu. Và thời gian dành cho YouTube thì cũng không phải ít nha. Mỗi ngày mà cả quay video rồi edit video cho các bạn đăng lên nó cũng rơi vào khoảng 2 đến 3 tiếng. Đó. Thì với 2 đến 3 tiếng đầu tư thời gian như thế thì được 100 nghìn thì thôi cũng được các bạn ạ. Cũng chấp nhận được. Và là lương này là cũng hơn lương đi chạy bàn. Hơn lương đi các bạn làm phục vụ. Mà đâu phải là chỉ có cứ thế edit video đâu đúng không? Phải nghĩ ra ý tưởng để mà chia sẻ. Để nghĩ ra nội dung để mà chia sẻ với các bạn chứ. Thành ra là làm YouTube cũng không ngon ăn đâu. Mục đích làm mở kênh YouTube này ban đầu mình đúng là vì tiền các bạn nhé. Mình chia sẻ luôn với bạn, mình làm đơn giản vì tiền. Cái thời điểm đó thì mình cần tiền quá, khó khăn quá mà. Đấy, gia đình hồi đó đấy, lâm vào tình trạng khó khăn. Đấy. Mình là người phải là gồng gánh gia đình. Đấy, đang là phải là trụ cột, đang phải gồng gánh gia đình rồi. Bố mình bây giờ là đột quỵ, bây giờ chỉ có ở nhà chơi, không làm được gì. Thành ra nói là bảo tiền YouTube bằng tiền đổ xăng, thực ra mình có được dùng để đổ xăng đâu. Mình dùng tiền này cho bố mình, mua thuốc cho bố mình đấy. Đấy. Thì ban đầu mục đích là vì tiền, nhưng mà về sau ấy, dần dần làm thì thành đam mê các bạn ạ. Đấy, cái nghề này dần dần là làm lâu rồi thành đam mê, thì thích. Thích làm YouTube lắm. Đôi lúc còn thích làm hơn cả cái nghề chính của mình nữa. Đấy. Đam mê làm YouTube hơn. Nhưng mà bây giờ thực sự cái thị trường YouTube làm khó khăn lắm các bạn ạ. Kiếm view, kiếm lượt xem, kiếm tiền YouTube khó lắm. Cạnh tranh nhiều mà. Mà chủ đề bây giờ cũng để mà nghĩ ra chủ đề làm rất là khó nhé. Không dễ đâu. Nhớ các bạn thấy đường đông không? Mình đây là bò chứ không phải là đi rồi. Đấy, bây giờ còn hai bên xe nó còn kẹt cứng. Bây giờ mình muốn vào ngã tư Sở mà cảm giác là khó khăn đấy. Đấy, đông cực kỳ luôn các bạn nhé. Ôi dồi ôi, đông dã man luôn. Đợt này mình thấy đông quá, mấy ngày nay ấy. Mà bây giờ bão đang sắp về rồi. Mọi người tâm lý hôm nay mình đọc cái bài báo buồn cười quá. Người Hà Nội đi siêu thị xong là mua rau rồi mua thịt cái thứ về tích trữ để ăn mấy ngày bão. Rồi thì đi đổ xăng, mang can xăng 20 lít đi đổ để có gì còn dùng dần. Mình buồn cười quá. Cơn bão này nó làm gì đến mức kinh khủng như vậy đâu mà cứ làm như là sắp sửa có một trận đại hồng thủy không bằng. Mình đến buồn cười. Giống đợt Covid ấy. Đấy, mọi người đổ xô đi mua gạo tích trữ, sợ hết gạo mà. Trời đất. Đến mẹ mình đấy cũng đi mua 2 bao gạo về. Mua 2 tạ gạo về. còn bị đắt đấy, khổ. Phí cười. Còn hồi đó mình rất ung dung các bạn ạ. Hồi đó Covid các thứ mình cũng ung dung lắm, chả sợ gì cả. Kệ. Đến đâu đến. Mọi người cứ mua đồ tích trữ thì mình chẳng cần, chẳng mua cái tích trữ cái gì hết. Cuối cùng có sao đâu, giá cả vẫn thế rồi. Mấy hôm sau giá nó còn rẻ hơn. Các bạn hình dung cái gạo ấy, người ta làm Việt Nam thì gạo luôn dư thừa rồi, còn đi xuất khẩu
top đầu thế giới về xuất khẩu gạo, thiếu làm sao được. Đây gọi là lo bò trắng răng. Đây các bạn thấy vận tốc bây giờ mình đang bò, đúng bản chất đang bò không phải đi. Rất chán. Đấy, vận tốc như này thì thà đi xe đạp còn hơn đúng không? Đấy, đi ô tô nhưng mà đi như đi xe đạp. À còn có bạn hỏi đấy, cái video mà nhiều view nhất của mình được bao nhiêu tiền ấy, thì mình chia sẻ luôn. Thi thoảng mình cũng vào ngó qua xem được bao nhiêu tiền. Thì hiện tại nó được 170.000 view. Và mình nhớ không nhầm thì nó được khoảng 3,5 triệu rồi các bạn ạ. Đấy, hy vọng là đến khoảng 200.000 view thì cái video đấy nó sẽ được khoảng 4 triệu. Đấy, cũng ngon ăn đúng không các bạn? Đấy, video đấy thì xuất phát từ cái hôm mà mình rất bình thường thôi, lái xe rất bình thường ấy, và hôm đấy áp lực nhiều phía quá các bạn ơi. Áp lực gánh nặng mà thuốc thang cho bố mình tốn kém quá các bạn ạ. Cứ 3 tháng này một lần hết gần chục triệu, áp lực quá rồi. Áp lực công việc, áp lực tình cảm, áp lực tất tần tật, kể thêm cả cái xe cộ này nữa. Em nó dồn lại nên mình mới có cái cảm xúc đó. Không ngờ video được đề xuất kinh khủng như vậy. Mình khá ngạc nhiên. Không bao giờ nghĩ là mình có thể làm được video mà nó có thể lên đến tận 200.000 view như vậy. Và may mắn đấy các bạn nhé. Đấy, trong vòng có 1 tiếng thôi, đấy, cả quay video lẫn edit video hôm đấy, một tiếng đến 2 tiếng đấy, mà kiếm được 3-4 triệu thì cũng quá là tuyệt vời đúng không các bạn? Nghề nào các bạn làm ra được gần ý tiền đấy, làm có 2 tiếng thôi mà làm được đến tận 4 triệu bạc thì quá là tuyệt vời, không thể kiếm được. Mình bản thân mình chưa bao giờ kiếm được nhiều tiền như thế. Cái YouTube nó là cái mà gọi là tiền nó theo cái kiểu là nó không phải là chúng ta làm công ăn lương, mà nó là gọi là làm theo gọi là kiểu dạng như là bạn làm được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu đấy, kiểu vậy. Mà đây nó vô cùng lắm, video thì có thể 1 triệu view, có thể vài view, có thể 100-200 view, có thể vài nghìn view, vài chục nghìn view. Nói chung chúng ta làm video không thể biết trước được cái nào nó nhiều view cả. Chứ kênh các bạn lớn, khả năng làm video của các bạn giỏi. Còn đây mình là một người rất bình thường. Cái nào may mắn thì trúng thôi, chứ còn mình chẳng quan trọng. Vì bây giờ hiện tại mình cứ làm chia sẻ chân thành với các bạn thôi. Có cái gì biết cái gì nói đấy. Thế thôi, còn cũng không đề cao cái vấn đề đó. Bởi vì những cái video nào mình đề cao ấy, cái vấn đề view lên ấy, nghĩ rằng nhiều view, nó lại không được nhiều view các bạn ạ. Đấy buồn cười. Cái nào mình làm kiểu tự nhiên nhất thì nó lại có nhiều view. Thế mới hay. YouTube thật là buồn cười. Ở đây chia sẻ của mình nay đến đây hết rồi. Đấy, mọi người có thể biết thêm về cái lượng thu nhập của YouTube đúng không? Biết thêm một chút về cái nghề YouTube này. Các bạn có thắc mắc gì thì cứ để lại bình luận phía dưới nhé. Các bạn là người mà tạo ra được thu nhập cho mình rồi, cho nên các bạn được quyền biết những cái số tiền đó. Không có gì giấu giếm cả. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.